Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, mỗi lần chúng con đi học lời Chúa, chúng con nhận được một quà tặng. Lời Chúa khi được học trở nên thức ăn dễ nuốt cho chúng con, trở nên thức ăn bổ dưỡng cho chúng con, chạm được trái tim chúng con và chuyển ra tay của chúng con, để chúng con hành động, để chúng con suy nghĩ được thay đổi. Và chính khi chúng con để cho lời của Chúa thay đổi thì chúng con khám phá hạnh phúc. Và chúng con khám phá ra rằng tại sao Chúa lại nói rằng người ta sống đâu có phải bởi cơm bánh đâu, mà còn bởi lời của Chúa nữa. Và chúng con bỗng nhiên thấy mình được nuôi bằng lời của Chúa và nếm được sự ngọt ngào của lời ấy. Lời ấy có sức giải quyết khá nhiều chuyện rắc rối ở trong đời sống của chúng con. Và lời ấy có khả năng trả lại cho tâm hồn chúng con sự bình an mà chúng con cứ tìm hoài mà không được. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ học này. Hãy chiêu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa biển siêu, ngôi ba thiên Chúa ban nhiều thánh thần. Xin đưa con về tình chân lý thực đông chiếu soi. Chị em đọc tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 11 câu 1 đến 45. Có một người tên là Lazaro, quê ở Bethania, là của hai chị em cô Martha và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ rước dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Anh Lazaro, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng. Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh. Đức Giêsu quý mến cô Martha cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ: Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê. Các môn đệ nói: Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao? Đức Giêsu trả lời: Ban ngày chẳng có 12 giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không mất ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. Còn ai đi ban đêm thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình. Nói những lời này xong, người bảo họ: Lazaro, bạn của chúng ta, đang yên giấc. Vì vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây. Các môn đệ nói với người: Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại. Đức Giêsu nói về cái chết của anh Lazaro, còn họ tưởng người nói về giấc ngủ thường.
Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy. Đức Giêsu nói: Em chị sẽ sống lại. Cô Marta thưa: Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau đấy. Đức Giêsu liền phán: Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chỉ có tin thế không? Cô Marta đáp: Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đấng phải đến thế gian. Nói xong, cô đi gọi em là Maria và nói nhỏ: Thầy đến rồi, thầy gọi em đấy. Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. Lúc đó, người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Marta đã ra đón người. Những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn. Thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy người, liền phủ phục dưới chân và nói: Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Thấy cô khóc, và những người Do Thái đi với cô cũng khóc. Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: Các người để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời: Thưa thầy, mời thầy đến mà xem. Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy. Có vài người trong nhóm họ nói: Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư? Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là mộ cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: Em phiến đá này đi. Cô Marta là chị người chết liền nói: Thưa thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Đức Giêsu bảo: Nào thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời con. Phần con biết Cha hẳn nhận lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con. Nói xong, người kêu lớn tiếng: Anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Cảm ơn anh chị em, mời ngồi. Vâng, bài phúc âm anh chị em mới đọc là dài, cũng rất là thú vị, có nhiều điều thú vị. Câu đầu tiên là dễ lắm. Câu đầu tiên là chỉ mời anh chị em đọc Gioan chương 11, 1 đến 5. Rồi đọc thêm Gioan chương 12, 1 đến 3. Rồi ai nữa đọc thêm Luca chương 10, câu 38, 42. Mà trả lời một câu dễ, đó là Đức Giêsu có thân thiết với gia đình của những chị em này không? Thế thôi. Thế anh chị em nào đã đọc rồi thì có thể trả lời câu này, câu cực kỳ dễ. Dạ thưa cha, là Gioan chương 11 từ câu 1 đến câu 5. Có một người bị đau nặng tên là Lazaro, quê ở Betania, làng của hai chị em cô Marta và Maria.
Cô Maria là người sau này xe sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau trên người. Anh Lazaro, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng. Nghe vậy Đức Giêsu bảo: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh. Cô hỏi cho anh nè, anh đọc cái đoạn đó rồi, anh thấy cái chỗ nào mà anh thấy Chúa Giêsu rất thân với cái gia đình này? Cha thưa cha, đó là cái khúc mà khi mà người em mình là Lazaro đau nặng, thì hai chị em Martha và Maria liền sai người đến để nói với Đức Giêsu rằng là em mình đang bị đau nặng. À, được 5 điểm trên 10 ạ. Có ai cho biết rằng cái câu vừa rồi là câu đúng đấy? Có ai cho biết rằng qua câu đấy là cho thấy sự thân thiết của Đức Giêsu không? Cũng chỉ dựa câu đấy thôi, không được nói câu khác, chỉ dựa dạ, đúng câu đấy. Ở đây trong phúc âm nói rằng là: Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng. Vậy có gì đặc biệt? Cái từ thương mến cho thấy rằng là Đức Giêsu rất là thân với gia đình này. Thân với ai? Với là Lazaro. Với Lazaro. Và như thế có cần gọi tên Lazaro không? Không à. Không cần. Một người có thể đến với Đức Giêsu mà thay vì nói với Thầy ơi, ông anh Lazaro, anh đang đau, mà cái người được sai đến ấy, chỉ cần nói rằng người Thầy thương mến, làm như thế là Chúa Giêsu mến con người à? Tức là nói con người, có chừng lộn ông Gioan. Anh chị em nhớ Gioan cũng khăng khăng ngộ đi, Gioan cũng khăng khăng nói mình là người môn đệ được ai, được Chúa yêu mến. Đấy, chính vì thế anh chị em có tin những cái chuyện ngộ này không? Chắc là ít nhất có một ông tác giả khi viết sách hỏi cái ông môn đệ thương mến là ai, đúng không nào? Bởi vì đâu có biết là có phải là Gioan không, thì ông trả lời sao? Là Lazaro chứ là ai nữa. Đây, Lazaro là người được thương mến đây này, đây hai bên giống nhau này. Đấy, cũng có một cái lý thuyết lạ lùng, có ông còn bảo là bà Maria Magdala. Đấy, và người tác giả của Tin Mừng thứ tư. Nhưng mà thôi, như vậy anh đã trả lời được đúng 50%, mỗi người là 50%. Tức là qua cái câu thứ nhất là chuyện anh Lazaro đau rất nặng rồi chạy đến đưa người đến để cầu cứu, mà cầu cứu thì lại không cần nói tên. Đấy, vâng. À, nhưng mà lúc nãy anh đọc đến câu số 5 rồi hả? Anh đọc câu số 5 chưa? Chắc chưa quá à. Có ai đọc câu số 5 không? Đức Giêsu quý mến cô Martha cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Vâng, tôi chưa có nói với anh chị em là người Việt Nam dịch là quý mến, các đồng ý không? Ở đây có ai có cuốn sách tiếng Anh không? Có không? Đấy, có tiếng Anh, ừ thì trong điện thoại thì người ta không có chữ quý mến nữa, và người ta chữ gì anh các bạn biết không? Yêu đấy, yêu. Đấy. Việt Nam không anh nào dám dịch là yêu cả, không có bản dịch nào dám là liều lĩnh như thế, đúng không nào? Mà thật ra là yêu đấy. Đấy, chính như thế các anh chị em ở đây có ai sốc thì phải chịu thôi. Chứ thật ra nguyên văn là Đức Giêsu yêu cô gì nhỉ? Yêu cô Martha này, yêu hai đứa em của cô thế thôi. Và Việt Nam như tôi đã có lần nói với anh chị em đúng không ạ? Tức Việt Nam về cái món yêu đương này là rất phong phú ạ. Anh chị em hiểu không? Đặc biệt về món này rất phong phú. Thứ nhất là gì nhỉ? Tôi nói với anh chị em nhiều lần rồi. Thứ nhất là yêu này, đúng không nào? Thứ hai là mến này, đúng không nào? Thứ ba là thích này, thứ ba là thương. Miền Nam rất thích chữ thương ạ. Hai người yêu nhau, người miền Nam không bao giờ nói là yêu nhau đâu, thương. Nhìn thấy em thấy em thương quá. Thấy anh thương em sao rồi, anh thấy anh thương rồi, thương này còn gì nữa là thích rồi, cái gì đó? Cái là quý đấy, và mới nói sơ sơ thế đấy. Như anh chị em thấy là có rất nhiều nét ạ, mà còn một nét đặc biệt của văn chương Việt Nam là chữ nó chạy với nhau, yêu đi với thích, yêu thích, yêu đi với mến, yêu mến, yêu đi với thương, yêu thương, yêu đi với quý, yêu quý. Mà Việt Nam còn thêm một trò nữa mà người nhận tất cả không có thứ ngôn ngữ nào dám làm, lật ngược lại, yêu quý thì quý yêu, thấy không nào, yêu thương thương yêu ấy, thế nghĩa là không có tiếng nước nào mà lại có những cái chuyện lạ như thế. Tức là có một dòng những động từ như thế và nó chạy đi được với nhau, nó tính bắt cặp với nhau và nó lộn ngược lại cũng không có vấn đề, nhưng mà thỉnh thoảng lộn ngược lại thì cũng có vấn đề, thỉnh thoảng tức là nó không hiểu nữa, thấy không nào. Vâng, yêu đấy. Thế anh chị em thấy, thành ra bản dịch ở đây rất tế nhị, dịch cho người Việt Nam nên không có thể dịch yêu được, nếu như thế thì hư chuyện hết đấy. Thành dịch đây là yêu quý, đúng không ạ? Vâng.
Vâng, như vậy là rõ ràng là cái gia đình được cưng lắm đấy. Mà anh chị em còn nhìn thấy 12, 1 đến 3 là có một cử chỉ cực đẹp. Có ai nhìn thấy không ạ? Vâng, có ai sẵn sàng tiếp tục? Đấy, vâng. Chương 12, câu 1 đến 3. Vâng, cái gì mà cho thấy Đức Giê-xu rất thân với nhà này? Chương 12, câu 1 đến 3. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giê-xu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối, thết đãi Đức Giê-xu. Cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm, cam tùng nguyên chất và quý giá, sức chân Đức Giê-xu, rồi lấy tóc mà lau, cả nhà sực mùi thơm. Vâng, đấy. Và anh chị em thấy thứ nhất là cái đoạn mà sức dầu Đức Giê-xu này rất gần với ngày Đức Giê-xu chết đấy. Anh chị em hiểu không? Rất gần. Đấy, và chính vì thế Đức Giê-xu khi người ta, anh Giu-đa, anh ấy càm ràm về chuyện tại sao dầu quý như thế, đắt như thế, sức lên đầu không sức, sức dưới chân, đấy, anh ấy không chịu đựng được. Sức dưới đầu thì là còn sống đấy, bởi vì người sống người ta sức lên đầu, người ta đi chơi, còn sức chân là liệm, tập liệm. Vâng, thành ra cái Đức Giê-xu đã bênh chị này, nhưng mà chính yếu các bạn, anh chị em thấy cô chị là do nó làm cái gì ạ? Hầu tiếp bàn. Đón, đấy, hầu bàn, nấu ăn và mời ăn. Cô em thì ở đây có một cử chỉ khác, đấy, sức dầu, lấy tóc, lau. Còn anh Lazaro thì cùng ngồi ăn. Và cái gia đình này được đến thăm. Và Bethania rất gần với Jerusalem. Rất gần với Jerusalem ạ. Đấy, và chính vì thế nên Đức Giê-xu chết ở Jerusalem. Vậy anh chị em thấy là gần. Ở đây có người nào mà hơi hơi thông minh không? Là thấy trong cái chuyện phúc âm hôm nay của mình ấy, với lại cái chuyện mà Chúa Giê-xu đến gặp gia đình, mà trong đó có chị Mác-ta và Maria. Có ai nhớ cái chuyện đó không? Đấy, đúng không nào? Mác-ta và Maria. Thế thì ai là người nấu ăn trong cái chuyện đó? Mác-ta. Ai là người ngồi nghe? Maria. Và như thế anh chị em mới thấy rằng, theo tôi ấy, là cái có lẽ là đây là những người cùng một người ấy, anh chị em hiểu không? Bởi và hai người đều nết giống nhau. Cái chị Mác-ta là lúc nào cũng là chị cả, lúc nào cũng lo đón tiếp, đúng không nào? Và anh chị em mà ai mà tinh ý đọc bài phúc âm vừa rồi, thấy chị Mác-ta vẫn là người chạy ra để đón Đức Giê-xu. Chị đón, chứ không phải cô em à, cô em trong nhà. Chị vẫn là người ra đón ạ. Chị vẫn là người lo chuyện này chuyện kia, rất là đảm đang ạ. Và còn cái chị Mác-ta thì lúc trước mình nói là chị ngồi một chỗ, chị lắng nghe, đúng không? À, chị Maria, đúng rồi, chị ngồi chỗ lắng nghe. Và ở trong bài phúc âm này thì chị làm gì? Chị đã gì? Quỳ xuống dưới chân Đức Giê-xu đấy. Chị vẫn vậy. Và trong cái đoạn chương 12 thì chị Mác-ta vẫn lo chuyện ăn uống, đúng không nào? Và cô em đấy vẫn lo một chuyện đặc biệt. Lúc nãy là ngồi dưới chân, còn bây giờ là gì? Sức dầu chân, sức dầu ở chân, vẫn có chữ chân. Vâng, đúng không nào? Đấy, thành ra tôi chỉ nhắc anh chị em thì tôi cho anh chị em thấy ba đoạn văn này, chúng ta thấy Đức Giê-xu như thế. Anh chị em hỏi rằng Đức Giê-xu mà đi rao giảng tin mừng, làm vị tông đồ thì thỉnh thoảng có những cái niềm vui như thế nào, thì tôi nghĩ đây là một những niềm vui, cũng là sự nâng đỡ đến nơi, rồi mình được ở, rồi mình được hạnh phúc, mình được nói chuyện, được nói, rồi được tiếp đãi, rồi được nghỉ ngơi. Và nơi đó như những cái ốc đảo, có khi đi đường vất vả như sa mạc ấy, thỉnh thoảng ghé được một căn nhà mình cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy cuộc sống dễ chịu. Vâng, số 2 anh chị em. Đọc Gioan chương 11. Anh chị em biết đây là một câu khó chịu. Câu hỏi này hết sức khó chịu. Đọc Gioan chương 11 câu 4 đến 7. Tại sao Đức Giê-xu lại không trở lại Giu-đê? Đấy, ngay lập tức. Đấy, bởi Giu-đê là chỗ Bethania, là gần Jerusalem đấy. Vâng, Giu-đê ngay lập tức, hay là trở lại Bethania ngay lập tức để chữa cho anh Lazaro, dù Đức Giê-xu là rất quý anh ấy, tại sao lại không quay trở lại ngay lập tức ạ? Đấy, cái câu hỏi là khó chịu lắm ạ. Vâng, tôi thích nghe. Gioan chương 11 câu 4 đến câu 7. Nghe vậy, Đức Giê-xu bảo: bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh. Đức Giê-xu quý mến cô Mác-ta,
cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm 2 ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ, nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê. Thưa cha, vì Chúa Giê-xu biết rằng bệnh này chưa đến nỗi chết, và cái bệnh này dù thế nào cha, Đức Chúa Giê-xu biết trước là cái dịp này là để Chúa tỏ vinh quang của Chúa. Tỏ vinh quang của Chúa, vâng. Bệnh này để tỏ vinh quang của Chúa bằng cách thế nào? Là Chúa cho kẻ chết sống lại cha. Tức là bằng cách cho anh ấy chết chứ gì? Cho anh Lazaro chết rồi. Đầu tiên Chúa nói thì các môn đệ tưởng là Chúa nói là anh Lazaro ngủ thôi. Ngủ. Nhưng Chúa Giê-xu nhấn mạnh anh Lazaro đã chết. Rồi Chúa từ dựa cái câu chuyện này để Chúa tỏ vinh quang, để cho biết Chúa là sự sống và là sự sống lại. Vâng, nhưng mà anh đi hơi nhanh đấy. Tức là hỏi lúc mà mấy người đến báo Đức Giê-xu thì Lazaro đã chết chưa? Chết chưa? Chưa mới đến báo chưa kìa. Báo mới nói thầy. Thưa người... con nghĩ là chết rồi chứ. Tại vì mình nghe thì mình nói chưa chết, nhưng mà luận lại á thì Chúa Giê-xu ở có 2 ngày à. Mà Chúa Giê-xu mà lúc tới thì cô Marta nói là em con ở trong mồ 4 ngày rồi. Thế mình luận theo logic của nó. Tôi đang hỏi là lúc đến báo thì chết chưa? Chưa. Lúc đến báo thì nó chết rồi, còn báo thì nữa. Đến báo này thì lẽ là đến báo thì nói. Nhưng bây giờ con nghĩ lúc báo thì họ báo vậy. Nhưng mà theo mình cái logic mình nói là Chúa Giê-xu ở có 2 ngày thôi. Ở có 2 ngày thôi mà khi trở lại có 3 cây số mà nó gần mà trở lại thì Chúa ông Lazaro ở trong mồ 4 ngày rồi. Không, tức là không tức là rắc rối nhỉ. Ôi. Tức là như thế này, đấy lúc mà đến thì theo tôi hiểu là chưa, bởi vì nói là đại thầy, người yêu của thầy, người thầy quý mến thì đang đau nặng đấy. Và nếu anh đọc sau anh này còn thấy rằng cả hai chị em đều than phiền Đức Giê-xu về một điều, đó là gì? Nếu mà thầy ở đây thì em con không chết, hay nếu cái khác, nếu mà thầy vừa nghe mà thầy về ngay ấy thì có lẽ là chưa, bởi vì lúc về là nó là 4 ngày ấy, mà có khi đi đường á đấy về là 4 ngày nhé. Nên nhá, Đức Giê-xu được đến báo đấy rồi, hỏi không về cứ ở lại, thế ngày làm luôn cho 2 ngày nữa đấy, ở đấy ngày ở 2 ngày, rồi sau đó cái đường xa chứ không phải bạn không ngài đi về xa rồi mà, ngài định đi về từ dưới Galilee, ngài đi về lên phía bắc. Đấy, thế thì ngài đi xa. Đấy, thế thì không ở lên trên, đọc câu trên thì mới thấy là Đức Giê-xu đã đi về vùng gì ấy nhỉ? Anh chị em không thấy ngài đi về đâu kìa. Rõ như thế. Ngài đi đâu? Đấy, vượt qua này. Không có chỗ nào để nói cho biết rằng là Đức Giê-xu đã đi về đâu nhỉ? Sao tôi nhớ rõ là có cái chỗ nào? Tôi 40 à? Thưa cha, chương 10 câu 40. Đây tôi nhớ. Đúng rồi, nó phải trước chương 10, đúng rồi đó. Chương 10 câu 40 này là Đức Giê-xu lại đi ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan làm phép rửa. Đấy, thế là nói chung là cái chỗ này là rất rồi giờ đấy, thế thì cũng xa. Thế thì ngài cần có thời gian ngài đi về. Đấy. Mà như thế là ngài đi như vậy cũng 2 ngày ấy nhỉ. Đi có vẻ cũng tới 2 ngày ấy. Thế cộng thêm với gì nữa đấy thì chết 4 ngày rồi đấy, lúc về thì chết 4 ngày, ngày ở lại 2 ngày, ngày đi về 2 ngày, nên lúc về là hết 4 ngày. Vâng, chứ nếu không thì lúc đó cái môn đệ mà đến cái sai người đến nói thì người ta phải nói với như thế này: thưa thầy, thầy về ngay để dâng lễ an táng của em con ấy, đúng không? Chứ nay về cái này báo để về mà chữa chứ. Vâng, thì được rồi. Thế bây giờ câu sau của anh trả lời được. Anh ấy trả lời là đấy thì tại sao Chúa Giê-xu lại không chịu về ngay? Câu hỏi của tôi là khó chịu lắm đấy. Tại sao lại không về ngay để chữa cho người ta mà lại lần khân như thế? Lần khân 2 ngày là coi như thua rồi. Đấy, đấy, là coi như đấy. Đấy thì mặc dù là có lẽ là cũng chết 4 ngày thì cũng chết ngay sau đó rồi. Có vẻ chắc cũng không kịp. Anh đồng ý không? Nếu theo lý luận như vậy, nếu như đang ở thêm 2 ngày rồi về đến nhà thì nó chết 4 ngày, như thế thì cuối cùng cũng là chết rất nhanh. Đấy, nhưng mà dù sao thì người ta vẫn cứ kêu, hai cô chị em đều kêu là thầy mà ở đây thì
không có chuyện xảy ra. Nhưng mà tôi hỏi anh chị em là câu hỏi đơn giản, tại sao Đức Giêsu nghe tin như thế lại không về ngay, lại về ngay mà chữa bệnh, tại sao? Đấy, thế thôi. Vâng. Thưa cha, Đức Giêsu biết trước rằng người phải làm dấu lạ cho Lazaro sống lại, và Đức Giêsu biết rằng chính dấu lạ này người sẽ bị đóng đinh, vì câu người nói là sau cơn bệnh này Con Thiên Chúa sẽ được tôn vinh. Tôn vinh có nghĩa là đóng bị đinh. Đóng đinh. Tôn vinh ở ghê thiệt. Tôn vinh lại bị đóng đinh. Tức là như thế là, nhưng mà câu hỏi rất rõ, tức là đối với chị thì là tại sao Đức Giêsu lại không về ngay, là vì chị nói lại thêm một chân rõ hơn, tại sao lại ở lại thêm mà không đi ngay? Tại vì Đức Giêsu biết rằng anh Lazaro phải chết, và Chúa Giêsu sẽ làm dấu lạ trong biến cố này. Tức là biết anh như thế nào cũng phải chết, dạ, rồi sẽ thế nào mình cũng làm cho anh ta sống lại. Vì cái biến cố này sẽ làm chấn động nhờ nhóm Pharisêu và các thượng tế. Và rồi, chính vì cái biến động to lớn này và họ quyết định phải dứt khoát giết Chúa Giêsu. Vâng. Cho nên Chúa Giêsu mới nói sau cơn bệnh này Con Thiên Chúa sẽ được tôn vinh. Vâng, cũng hay đấy ạ. Tôi cũng thích cái câu trả lời. Con nghĩ là vì Chúa Giêsu muốn ban cho anh Lazaro một ơn lớn hơn, đó là không phải là chữa lành anh mà làm cho anh sống lại, và điều này làm cho Con Thiên Chúa được tôn vinh. Nhưng mà người ta phải khóc ấy, gì nữa, nếu cứ sống hẳn như vậy đỡ phải khóc, đỡ phải chôn ấy chứ, nếu không đỡ làm lắm tang, đỡ tốn. Dạ. Thưa cha, con muốn ngược lại chút xíu cái đoạn văn này, là lên chỗ của sứ mài Giáo An chương 10 câu 22 cho đến câu 39, là Đức Chúa Giêsu xưng mình là Con Thiên Chúa. Xưng mình là Con Thiên Chúa thì cái việc Chúa Giêsu chần chừ mà cho anh Lazaro chết và để cho sống lại đó, thì Chúa Giêsu muốn chứng tỏ cho mọi người rằng Chúa Giêsu cũng là Con Thiên Chúa thật, tại vì chỉ có vị Thiên Chúa làm chủ sự sống. Mà nếu để cho một người sống lại thì là phải là Thiên Chúa. Hiểu rồi, tức là nếu mà về nhanh, về sớm thì chữa bệnh thì bình thường thôi, thì Chúa vẫn chữa, không là kinh khủng lắm. Dạ vâng. Nhưng một người chết rồi mà chữa thì như thế là chứng tỏ nổi hơn. Dạ vâng, nổi chứng hơn. Tỏ cái việc Chúa Giêsu xưng mình là Con Thiên Chúa là nổi hơn, là đúng như vậy. Như vậy là Chúa Giêsu thì thích nổi. Dạ không, tại vì cũng một cách Chúa Giêsu củng cố niềm tin cho các môn đệ và làm chứng cái lời Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu xưng mình là Con Thiên Chúa mà cơ. Vâng, cảm ơn chị, tức là cũng cố gắng lắm ấy. Vâng. Có ai còn muốn thêm người cuối không ạ? Thưa cha, con cái phong tục của người Do Thái là nếu mà chết 4 ngày thì mới là người ta mới tính là chết thật. Cho nên là con nghĩ là khi Chúa Giêsu chần chừ, đó cũng là vì cái văn hóa của người Do Thái như vậy. Tức là gì? Tức là cố ý cho chết thật rồi mới về. Cố ý cho chết thật rồi về. Lạy Chúa ơi, đấy. Tức nói vì anh chị em biết tại sao tôi bảo câu này là câu khó đấy. Bởi vì coi chừng có nguy cơ là chị nói là, thấy không, Chúa Giêsu đi tìm vinh quang cho mình, tìm vinh quang cho mình, cứ để cho người ta chết như thế, cho người ta, vâng, đó, đại khái vậy thôi. Thưa cha, con có thắc mắc cái câu này. Chúa Giêsu nghe vậy, Đức Giêsu bảo bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng mà thực tế thì Lazaro chết. Thì con nghĩ Đức Giêsu phải biết, chắc chắn là Ngài phải biết là anh Lazaro chết hay không chết qua cái cơn bệnh này. Nhưng mà con nghĩ Đức Giêsu muốn cái Lazaro này, thực tế ra nếu Lazaro này đau nặng thì thực tế lúc thời đó vẫn có những thầy thuốc có thể chữa lành trên Lazaro. Còn đối với Chúa, cái việc chữa lành trên Lazaro là việc nhỏ xíu, nhưng mà Chúa Giêsu muốn để trên Lazaro chết, và từ trước tới giờ chưa ai có khả năng làm cái việc phục sinh anh Lazaro từ cõi chết sống lại, mà việc đó chỉ có thể Đức Giêsu là Con Thiên Chúa mới thực hiện được. Và từ đó cái vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Cũng như chị Phượng cũng nói cái câu là qua cơn bệnh này Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô sẽ được tôn vinh, là sau cái chết của Lazaro là một cái nguyên nhân gần nhất để những người Do Thái tìm cách giết cho bằng được Đức Giêsu.
Và khi đó Đức Giê-xu được tỏ hiện vinh quang. Con xin hát. Vâng, cảm ơn anh chị em. Thôi chắc ngừng lại à, cái câu trả lời này còn nói thêm nữa hả? Đây thôi, người cuối cùng vẫn còn người nữa, hai người. Dạ, theo con đó là Chúa Giê-xu chờ coi ý của cha là như thế nào. Và Ngài biết là chắc giờ của Ngài chưa đến, cho nên là Ngài chưa có về để chữa cho Lazaro. Vâng, cũng là một ý hay đấy. Vâng. Rất đơn giản. Ý này đơn giản hơn mọi ý từ nãy giờ. Thưa cha, con nói, trong có cái câu trong thầy mừng cho anh em vì thầy đã không có mặt ở đó để anh em tin. Bởi vì Chúa Giê-xu sắp sửa làm một cái việc là một cái việc truyền cho Lazaro sống lại. Tại sao khi Lazaro chết Ngài mới dự định thăm anh? Đó là nó nằm ở trong chương trình của Ngài. Vì đối với Đức Giê-xu chết là một quy luật qua việc để cho Lazaro chết, và sau này chính Đức Giê-xu cũng chết, nói lên rằng mọi người đều phải chết. Cái chết nói lên sự giới hạn của con người. Và cái những gì Chúa làm là cũng theo ý của Chúa Cha nữa. Chúa Cha yêu thương Chúa Giê-xu sâu đậm và mật thiết, nhưng Cha cũng đâu có giải cứu Ngài khỏi đau đớn mà cái chết đâu. Trong giờ cùng cực nhất khi chịu sỉ nhục, thống khổ và chết trên cây thập giá, nếu Thiên Chúa là Cha ngàn người thì hãy cứu Ngài đi, nhưng Cha đâu có cứu Ngài đâu. Chúa Giê-xu đã chết trong sỉ nhục và đau đớn, thì Thiên Chúa Cha đã cho Ngài phục sinh vinh quang sau khi đã nhận lấy cái chết. Cho nên những mặt khải mấu chốt của biến cố phục sinh là Thiên Chúa là đấng cứu chuộc chứ không phải là đấng giải cứu. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, thôi chúng ta nên ngừng lại. Mặc dù tôi đã nói là chính câu này là câu khó đấy chứ. Tôi nghĩ là cái câu này với cái câu lúc nãy là câu vui vì thế này. Đây thử lại anh chị em thử coi này nha. Thứ nhất là có người đến nói với Đức Giê-xu: Thầy ơi, cái người mà thầy thương mến đang đau. Đó, và anh chị em biết Đức Giê-xu là hay chữa bệnh lắm, và chữa bệnh liền đó, đồng ý. Và ngay cả những ngày Sa-bát mà Ngài cũng chữa bệnh mà. Nên tôi có nghe người ta hay nói là cứu bệnh như cứu hỏa, tức là như cháy nhà mà phải làm ngay chứ. Đấy thì nhất là đau này, đau nặng nữa mà lại có người lại những người mình thương thì lẽ ra phải về ngay chứ. Thành ra anh chị em biết cái gì mình không hiểu mình cũng phải nói là mình không hiểu. Rồi từ từ rồi mình hiểu chút chút thôi, chứ mình không có thể sáng. Và Đức Giê-xu ở đây Thánh Gioan lại nói rằng là Đức Giê-xu nói bệnh này không đến nỗi chết đâu, tức là có thể là không chết đâu, không chết đâu, nhưng mà thực sự thì sẽ chết đấy. Và cái chết này đến do, có thể dưới góc độ nào đó là đến do từ cái việc Đức Giê-xu ở lại, mặc dù cũng không chắc như vậy nhưng mà coi như vậy. Và ở đây Đức Giê-xu nói mục đích của cái bệnh này không đến nỗi chết, nhưng mà thực sự thì là chết đấy. Và nhưng mà cái chết này là để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa. Như vậy Đức Giê-xu nghĩ đến vinh quang Thiên Chúa. Và ngoài vinh quang Thiên Chúa thì Ngài lại còn nói thêm, đó là con Thiên Chúa cũng được vinh quang. Mà còn thêm chữ này anh chị em ơi: Qua cơn bệnh này, hay đúng hơn là qua cái chết này. Mặc dù không có nói rõ ra, mà đúng là qua cái chết này. Như vậy là như thế, có vẻ như theo tôi hiểu Đức Giê-xu nói là bệnh này không đến chết, không đến nỗi chết, nhưng mà thực sự thì sẽ chết đấy. Và qua cái chết này thì Thiên Chúa được vinh quang và chính Đức Giê-xu được vinh quang. Thì anh chị em hỏi tôi, tại sao cha đặt câu hỏi này? Bởi vì nếu nói như thế thì con người ngày nay sẽ rất chướng đấy. Anh chị em có hiểu không? Để cho một người chết, để cho mình được vinh quang thì còn ra làm sao nữa. Đấy, thấy không? Thiên Chúa đi tìm vinh quang cho mình. Có thể cứu được một người mà lại không cứu, để cho người đấy chết, để tìm vinh quang cho ông này, rồi tìm vinh quang cho ông này. Đấy, làm gì mà có sự gì, làm gì mà ích kỷ đến cái mức như vậy, anh chị em. Khi tôi đặt câu hỏi này là bởi vì ngày xưa tôi đã bị vật vã với nó, chứ không phải là tự nhiên mà tôi vật vã đâu. Đấy, và lúc nãy chị Trác chị còn đọc một câu nữa, đó là thầy vui ở chỗ nào, câu mấy vậy đấy? Vâng, đấy, thầy vui vì sao đó. Đấy, đại khái như thế. Những câu thế là chướng lắm đấy, anh chị em hiểu không? Rất là dướng, thế thôi đấy.
Thế thì câu hỏi của tôi đặt ra như thế mà dựa trên bản văn như thế là anh chị em thấy cũng khó trả lời ấy chứ, phải không? Nhưng mà vậy thì cụ thể thì tôi chỉ nói như thế này thôi. Đấy, lúc nãy có chị trả lời rằng là có khi Đức Giêsu thấy không phải là lúc mà Chúa Cha muốn mình làm điều đó, chưa đến lúc, thế thôi. Và cụ thể là trong trường hợp này, tôi bắt đầu từ từ thấy ánh sáng. Trong trường hợp này của anh Lazaro thì có khi hai cô chị của Lazaro thèm thuồng Đức Giêsu trở lại rất nhanh để, lúc nãy có nhiều người đã nói rồi, để chữa cho em mình khỏi bệnh. Đồng ý nha, đấy là ước mơ của con người, ước mơ của con người. Nhưng có thể đơn giản rằng trong kế hoạch của Thiên Chúa thì ở đây không phải là chữa bệnh cho cái anh khỏi, nghe một chuyện này nhỏ chuyện đó, tôi hay là mà Thiên Chúa lại muốn cho con của mình làm một điều lớn hơn. Lúc nãy có nhiều anh chị em đã nói rồi nghe, là muốn làm cho một người xin lỗi chết thối ra rồi mà sống lại. Không phải mới chết nha, mới chết á là anh chị biết sao, là ông Elia ngày xưa ông ấy cũng chữa được đấy chứ. Ông ấy nằm úp lên cái thằng bé đấy nào vào chuyện, bởi nó còn nóng hôi hổi nó mới chết đấy nhà, thì nó còn chữa được, anh chị em hiểu không nào? Đấy, còn ở đây không ạ, ở đây là lớn rồi. Và như thế đúng là cái việc mà Đức Giêsu làm như thế không hợp với con người. Tôi thích cái chuyện này, anh chị em đừng câu hỏi của tôi thích chuyện, tức là chúng ta có ý muốn của chúng ta và Thiên Chúa cũng có ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn của hai chị em giống như chúng ta vẫn xin nhiều ơn giống như vậy. Xin cho tôi được khỏi bệnh, em tôi được khỏi bệnh, xin thầy về lẹ lên. Nhưng không hẳn ý đó là ý của Thiên Chúa, không hẳn như vậy. Và Chúa nói thôi, lúc nãy chị Trác chị cũng nói một chút đấy. Và tức là không hẳn như thế, và Chúa nói là không, cứ để đấy. Và nghe chấp nhận để như thế, để như thế là chết đó. Chết thối ra. Và chính lúc đấy thì Thiên Chúa nói, bây giờ thì tôi làm được rồi, bây giờ thì đến lúc tôi làm đấy. Và Thiên Chúa, anh chị em ơi, cái câu này là khó, mà chỉ có cách trả lời là Thiên Chúa có ý của Ngài, thế thôi. Và Thiên Chúa không có cái bổn phận phải đi theo, chạy theo những ước muốn của chúng ta. Mà chuyện này là khó chịu lắm ấy. Suốt đời chúng ta trong tư cách như là người tín hữu, anh chị em còn gặp chuyện này rất nhiều lần. Với anh chị em luôn luôn xin ơn ấy, bảo luôn xin ơn Chúa phải là đây, cái chỗ không dạ không. Tôi có kiểu khác, và Ngài có kiểu khác. Và cụ thể làm gì có hai chị em mà lại muốn em mình nó chết, chả có ai muốn như thế đâu. Nhưng mà Chúa không, tôi chấp nhận như vậy, được không? Đó, anh chịu không? Thế thì bây giờ phần này của tôi mới bắt đầu hay lên, bắt đầu mới bắt đầu hay lên. Đó là anh chị em hỏi, này, thưa cha, như thế Chúa có ích kỷ không? Chúa có tìm mình không? Chúa cứ lúc nào cũng chu chu chấm chấm đi tìm vinh quang cho mình không? Đây là câu trả lời này hay này anh chị em. Thứ nhất là Chúa đã chấp nhận để cho anh này chết, đồng ý, nhưng đã cho anh sống, ông ý. Và đấy là ước mơ của hai bà chị. Hai bà chị thì muốn cho em ý gì đó. Mặc dù là tôi đồng ý là họ phải trải qua dây 4 ngày tè tùa, có đúng không nào? Nếu chết 4 ngày thì là thất vọng ê chề, và có lẽ giận Chúa trong bụng là giận lắm. Thế nó cứ vừa mới gặp Chúa là nói thầy mà không ở đây thì nó không có chuyện gì hết, thầy cứ đi thế. Hay là thế cũng không chịu trở về ngay, bây giờ mới về còn làm được cái gì nữa đấy, thế đấy chẳng hạn. Nhưng mà ở đây như vậy anh chị em thấy, thứ nhất là ước mơ của hai chị em là hoàn toàn bình thường. Thế thì anh mới khỏi thì giờ là chết, thì giờ sống lại thì cũng khỏi vậy, điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, nếu ai nói với tôi, nói với anh chị em rằng Chúa như vậy là ích kỷ lắm á, thì lúc nãy có nhiều người đã trả lời cho biết rằng Đức Giêsu không hề ích kỷ trong chuyện này, không hề ích kỷ, cứ đòi làm phép lạ để cho người ta mình được vinh quang rồi người ta tin mình. Đức Giêsu không hề ích kỷ, chỉ nói một câu là anh chị em biết ngay, lúc nãy ông đã nói rồi, cái việc chữa hoàn sinh Lazaro này, cho Lazaro sự sống này, Giêsu phải trả giá bằng cái chết, thế thôi. Và anh chị em đừng quên thầy Tô-ma của tôi, thầy ấy, các thầy đã nói với Đức Giêsu nói thôi, bây giờ tụi mình đi về, thì các thầy bảo ấy chết, sao thầy đi về lại cái chỗ này,
Người ta định làm thịt thầy mà thầy lại đi vòng về để làm gì? Đấy. Đức Giê-xu không về ngay, vậy mà vẫn đi về cái chỗ mà đúng là chỗ chết của mình. Chỗ đấy là Giê-ru-sa-lem, chỗ chết còn đâu nữa. Và vẫn trở lại cái chỗ mà người ta có thể nuốt mình. Và cũng chính vì Đức Giê-xu đã chữa bệnh cho anh này, hoàn sinh anh này, mà người ta lại càng bực hơn. Những người muốn giết Đức Giê-xu là đúng là để thêm một cái gớ nữa. Và có vẻ ghen tị, thấy người ta ùa theo Đức Giê-xu. Nhất là người ta còn tò mò để xem cái anh này, nó chết 4 ngày giờ mặt nó làm sao, nó có bị méo không? 4 ngày là mặt nó méo rồi, đấy, hư hỏng hết rồi. Thế mà bây giờ lại sống như thế. Họ đến và như thế nếu quần chúng đông đảo hâm mộ, và như thế lại đưa đến Giê-xu để cái người ban sự sống, thì chính người ấy sẽ bị giết vì đã ban sự sống. Đức Giê-xu đã chữa cho anh này, hoàn sinh anh này với cái giá treo cổ, anh chị em thấy không? Đấy, thành ra tuy là mới đọc thì mình thấy có vẻ như là tìm vinh quang cho Chúa Cha này thế khác rồi, làm phép lạ này thì tiếng tăm hơn. Không ạ, đấy không phải là vấn đề. Vâng, thì đa chỉ nói với anh chị em, và anh chị em biết qua cái phép lạ này thì Đức Giê-xu mới nói được câu này: thầy là sự sống lại và là sự sống. Đấy, và câu ấy trở nên đáng tin. Anh chị em hiểu không nào? Và bây giờ thì dễ chấp nhận hơn. Như vậy anh chị em thấy tôi phải nói câu này, bởi mấy câu sau nó cũng giống câu này, thành ra đỡ tốn giờ hơn. Vâng, như thế anh chị em thấy câu này tế nhị đấy nhé. Câu này tế nhị, bởi vì có những triết gia, có những người suy nghĩ họ không có thể chịu đựng được cái chuyện là để cho một người chết để cho người khác được vinh quang. Họ không chịu được cái đó, đối với họ là không thể chấp nhận được. Số 3 anh chị em đấy, câu số 3 là vẫn là câu lúc nãy anh chị em. Vâng, mời chị câu số 3. Tại sao Đức Giê-xu lại mừng thế? Đấy, mà nó vẫn giống như câu lúc nãy để chữa. Vâng, câu số 3 là đọc 11-15. 11-15. Thầy mừng cho anh em vì thầy đã không có mặt ở đó để anh em tin. Thôi nào, chúng ta đến với anh ấy. Thưa cha, Đức Giê-xu mừng cho các môn đệ bởi vì Đức Giê-xu đã biết mọi sự là do ý định của Thiên Chúa Cha ban cho Chúa Giê-xu. Vâng theo thánh ý Chúa Cha để cho anh Lazaro phải chết, và con cha sẽ thực hiện một quyền năng từ Ngài. Chính là con Thiên Chúa mới có thể làm cho người chết được sống lại. Điều đó để củng cố thêm đức tin cho các môn đệ chứng kiến một phép lạ có từ thầy của mình. Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Hay lắm. Vâng, đơn giản như vậy thôi. Tức là lúc nãy tôi nói với anh chị em là Đức Giê-xu mà lại không về nhanh để mà chữa, để mà cứu chữa bệnh cho anh này cho nó khỏi chết đi, thì như vậy là chính cái việc đấy đi, thì cuối cùng là làm cho người ta nhận ra được Đức Giê-xu, rồi nhận ra được sức mạnh của Ngài. Ngài là sự sống. Và ở đây thì cho thấy cái gì? Còn thêm một mục đích nữa, làm cho các môn đệ thêm lòng tin. Vâng, chứ nếu mà về chữa bệnh không thì chỉ chắc là cũng có lòng tin thôi, chữa khỏi anh Lazaro. Nhưng mà chữa cho anh Lazaro mà hoàn toàn đã chết, gọi là chết 100% rồi đấy, chết mà đối với người Do Thái là không thể nào sống lại được. Bởi vì anh nghe chị em nhớ lúc nãy có người đã nói, đối với người Do Thái chết 4 ngày là thua, là coi như thua. Tức là không có thể nào mà người ta còn tin là cái người mà chết 4 ngày thì đã bắt đầu khuôn mặt đã bắt đầu bị biến dạng. Đấy, thành ra không có hy vọng gì mà trở lại được. Thì cái phép lạ Đức Giê-xu làm là đúng là nó lớn, và như vậy nó cũng ảnh hưởng trên các tông đồ. Tôi cho anh chị em biết cái câu lúc nãy tôi nói với anh chị em là 11:1-7 á, là để cho tôn vinh Thiên Chúa hơn á, thì anh chị em có ngờ rằng cái câu như thế, bài phúc âm Chủ Nhật tuần trước chúng ta cũng gặp một câu y như vậy không? Đấy cũng y thế. Anh chị em lật chương 9 xem nào, rồi chỉ cho tôi biết, cũng là một câu khó nuốt, khó, rất khó nhằn. Đấy, chương 9 đấy, tuần trước là anh chị em bảo đúng là cũng câu này y như vậy. Lần này là đấy, để cho tôn vinh Thiên Chúa được tôn vinh, con được tôn vinh, thì lần trước cũng có một câu như vậy, cũng là một câu về cái chuyện anh mù ấy. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai thầy khi trời còn sáng. Vâng, đấy, chúng ta là cả Đức Giê-xu đó. Anh chị em thấy không? Cái câu vừa rồi cũng thế, cái hỏi anh mù này, anh mù ở đâu ra? Để bảo không, đấy, để như vậy.
Đấy, đấy, vừa có đụng đến Thiên Chúa, vừa đụng đến đấy về công trình của Thiên Chúa được lộ ra, tức là Thiên Chúa được vinh quang đấy, Thiên Chúa được mà người ta nhận biết. Anh chị em thấy không, thành cái câu mà hỏi lúc nãy thì nó vẫn đi kèm với cái câu chương 9 mà lần trước anh chị em đã gặp được đấy, để về cái anh mù đấy, tức là chương 9 câu số mấy nhỉ, câu số 3 đấy. Hỏi có phải anh mưu phạm tội hay cha mẹ anh? Thì ông bảo, nhưng dù bảo không, không phải chuyện đó đâu. Sở dĩ như vậy là để những công việc của Thiên Chúa nơi anh được lộ ra. Chính anh mù bây giờ anh được sáng mắt, thì cái công việc của Thiên Chúa nó lộ ra. Mà lộ ra qua ai? Nhờ ai? Dạ nhờ Đức Giê-xu. Chúng ta phải thực hiện công việc của Đấng Sai Thầy, và Đức Giê-xu chữa cho anh này là đang làm cái công việc của Thiên Chúa. Vâng, anh chị em thấy đây là những cái khúc khó nuốt đấy, và của tiên mừng Gioan, theo tôi hiểu như vậy. Còn một câu ngắn này Thomas, câu ngắn này Thomas này rất dễ đấy, chị có sẵn sàng chưa? Chưa sẵn sàng, có ai sẵn sàng? Câu này dễ này, tức là chỉ cần đọc những câu này là biết ông Thomas tính ông sao. 11-16. Ông Thomas gọi là Didimo nói với các bạn đồng môn: cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy. Vâng, đây là câu bài phụ âm hôm nay đấy. Rồi 14 năm. Vâng. 14 năm. Ông Thomas nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Vâng, ông ấy nói câu đó sau khi Đức Giê-xu nói Thầy là gì nhỉ? Thầy là gì ạ? Thầy đi đâu chứ, đi đâu, không phải chưa nói câu đó Thầy gì, câu trước, phải đọc câu trước thì mới hiểu thì sao ông nói. Thầy lại đi dọn chỗ, giống như lời cáo biệt. Đi dọn chỗ cho anh em, ông phết ngay câu 14 năm là sao ạ? Đấy, 20, 24 hay 29, rất đơn giản. Một người trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Thomas đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. Vậy được rồi, như vậy đừng. Nếu vậy anh nghe, anh chị em thấy thì sao? Thấy cái tính ông Thomas, anh chị em có rút ra được một cái tính đặc biệt của ông không? Chị rút thế nào? Chị thấy tính ông sao? Thưa cha, như là nói về nhân bản á, thì con thấy ông là người rất là khẳng khái, bộc trực, cảm tính. Nhưng mà theo ba cái câu này á, thì con thấy dường như đời sống đức tin của ông bị giảm. Giảm? Dạ. Từ từ xuống. Dạ. Tại vì cuối cùng hết, khi mà Chúa sống lại, ông vẫn không tin. Mà không phải là một vài tông đồ nói, nhưng mà cả một cộng đoàn, coi như là 10 ông tông đồ. Và thậm chí có Đức Mẹ, con nghĩ vẫn có Đức Mẹ, mà ông vẫn không tin. Thì con cảm thấy rằng là dường như đời sống đức tin của ông bị giảm. Vâng, cảm ơn chị, đấy là câu trả lời của chị. Có ai sẵn sàng trả lời câu này không? Dạ, con thưa cha, đó là theo con thì con thấy ông Thomas hơi bảo thủ một chút. Bảo thủ, kiến. Tức là theo đảng bảo thủ rồi. Vâng. Bảo thủ, à thế là vâng, mời anh. Thưa con thì ông Thomas này, ông là người rất là thực tế, rất là lý trí. Thực tức tế, lý trí. Ông phải nhìn tận mắt, phải kiểm chứng trực tiếp thì ông mới kết luận được, không có nghe ai hết. Kiểm chứng trực tiếp đấy, vâng, tức là vâng, tức là kiểm vâng đấy, đấy, đấy cũng hay đấy, thực tế, cái gì ông đòi thực nghiệm, rất thích khoa học thực nghiệm. Dạ thưa cha, ông Thomas làm như vậy là ông thẳng thắn, mà ông thành thật, mà ông đúng là ông nọ làm như vậy thì giáo hội với chúng mình mới tin thật là đúng thật như vậy. Nhờ ông Thomas mình mới được tin chắc chắn như vậy đấy, không có ông là mình đang còn nghi ngờ lắm. Tức là ý là chị nói là mẹ ông nghi ngờ dù mình nói gì. Tức là giờ tự nhiên giờ mình khỏi nghi ngờ nữa gì. Trời ơi. Con cũng có ý gần giống như vậy. Con nghĩ ý thế, ông tình ý của ông Thomas thì làm cho vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện. Tại vì có như vậy, một người khó tin như vậy mà cuối cùng vẫn tin. Cho đến bây giờ mình thì như vậy, dựa vào cái khó tin của người đó mình càng tin vào Chúa hơn. Vâng, tôi nghĩ như thế, có lẽ là ông này tôi có cảm tưởng như ông đầu óc là đầu của ông là rất cụ thể. Anh chị em có thấy không? Ví dụ anh chị em nhìn thấy cái chương 14 câu 5 đó, 14 câu 5 phải nhìn cái 14 câu 4 đó thì mới được. Đấy, câu trên là 14 câu 4.
Thí dụ như Đức Giê-xu đang nói về thầy đi câu 3 này, thầy đi này, anh em nhẹ nghe nè, thầy đi dọn chỗ cho anh em, à, rồi thầy đi dọn xong rồi thầy lại đến, thầy đến rồi thầy lại đem anh em về với thầy, để thầy ở đâu anh em cũng ở đó, như vậy có đi rồi được, và thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. À, Đức Giê-xu nói thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi, thì lập tức thầy Tô-ma của chúng ta nghĩ ngay là một con đường như xa lộ. Thầy không có thể nghĩ cái đường mà là đường gọi là đường thiêng liêng, là cái đường gọi là mà thầy nghĩ xa lộ. Thế thầy lập tức thầy hỏi cái gì, thầy nói cái gì ạ? Lạy Chúa, con không biết thì đâu sao biết được đường. Tức là nên đi tìm đường, tức là thầy nghĩ là đường thiệt đó. Ấy nào đấy, tức là thầy này cũng hơi khác thường đấy, thế đấy, thế thụ. Và vì thế nên anh chị em thấy còn cái kia ấy, đấy thì đúng là Đức Giê-xu phục sinh hiện ra là đúng là anh ấy là chỉ nghĩ đến rất cụ thể, luôn luôn một con người thực tế, con người cụ thể, và anh ta không có muốn nghe tin của những người khác, và anh ấy đòi cái gì nhìn tận mắt, sờ tận tay đấy. Mà anh can đảm anh nói để tôi, bởi vì anh biết là Chúa Giê-xu bị đâm nên anh định đưa cả bàn tay vào trong cái lạy Chúa. Ôi trời ơi, rồi anh biết Chúa Giê-xu bị ông đinh thì anh ấy khéo hơn, bảo dạ em lấy ngón tay em xuyên qua thôi. Còn cái kia luôn bàn tay, bởi vì tay là bàn tay đấy. Đấy, tức là có lúc thì ngón tay, lúc bàn tay, mà anh ấy cũng vậy, và anh ấy thích kiểm chứng ở đấy. Nhưng mà anh chị em thấy cái bài hôm nay cũng thế, anh nói những câu này nghe khó chịu thật ấy, vô duyên dễ sợ đấy. Thí dụ anh chị em nhìn thấy chương 11 này đấy, chương 11 đấy, thế thì anh chị em thử xem đấy, lưu lại rồi anh chị em thấy Đức Giê-xu đấy, thí dụ như anh em, anh chị em nhìn lại câu số 6 coi nè, Đức Giê-xu được báo tin nè, điếu tim bị đau, sau đó ngài ở thêm 2 ngày, ngài ở 2 ngày rồi ngài bắt đầu ngài nói với môn đệ chúng ta trở lại miền Giu-đê nhé, đấy thế là đi để về để chữa cho anh này đấy, trở lại miền Giu-đê nhé, rồi các môn đệ nói thưa thầy người Do Thái đang tìm cách ném đá thầy, mà thầy còn đi vào cái chỗ đấy, cái chỗ hang hùm đấy, sao thầy lại vào thế? Và Đức Giê-xu nói thì phải vào thôi, ban ngày mà, ban ngày đi thì không sao đâu, ban đêm thì mới vấp. Và ngài nói, Đức Giê-xu mới nói là Lazaro đang yên giấc, nhưng mà ngài nói bóng gió vậy, thế chúng ta đi đánh thức anh ấy dậy đấy. Thế mấy môn đệ vẫn hiểu lầm, vẫn nghĩ là trời ơi, nếu anh ngủ vậy tốt quá, đang đau mà lại ngủ được ngon vậy tốt. Nhưng mà Đức Giê-xu nói về cái chết của anh Lazaro, còn mấy ông môn đệ thì tưởng là nói về giấc ngủ. Bấy giờ người mới nói rõ, anh khẽ rồi bắt đầu đến đụng ông Tô-ma nè. Đấy, bây giờ người mới nói rõ, thưa các chú, ý tôi muốn nói là Lazaro chết rồi. Đấy, thầy mừng cho anh em vì anh em đã không có mặt ở đó. Đã không có mặt ở đó, tức là tôi hiểu ngầm là đã mặt, nếu anh em có mặt sớm ở đấy thì anh em đâu có anh đã chết đâu. Đấy, không có mặt ở đó. Bây giờ anh chết rồi, anh chết rồi. Mà Đức Giê-xu biết tin, chắc ai nhắn tin thì biết là chết rồi. Để anh em tin, để anh em tin. Đấy, như vậy là anh em thấy, như vậy là Lazaro là chết rồi. Rồi, bây giờ nhưng thôi, chúng ta hãy đến với anh ấy. Đức Giê-xu bắt đầu mời các môn đệ. Mời lần thứ hai đấy. Lần thứ nhất là trong câu số 6 đã mời, số 7 đấy. Chúng ta hãy trở lại miền Giu-đê, bây giờ lại mời nữa. Đấy, mời. Thôi, chúng ta hãy đến với anh ấy. Đến với anh ấy. Đến với anh ấy thì thầy Tô-ma của tôi, thầy ấy trong bụng thôi, bảo hỏng hết, bởi vì thầy vẫn biết điều này, đến chỗ đấy là đi vào chỗ chết. Thầy bảo lại Chúa thế này thôi, thầy bảo con đi thì con cố đi thôi chứ này nguy quá đấy. Thế nếu nào đấy thôi, chúng ta đi vào chỗ anh ấy, thế là đi về Giu-đê. Ông Tô-ma Đi-đi-mô mới nói với các bạn đồng môn, mới nói với các ông khác một thôi cho anh em ạ, cả chúng ta nữa thì thôi đi chết với thầy thôi chứ kiểu này không sống sót được. Tức là cái anh này buồn cười, cái anh này nó cụ thể thật đấy. Ừ đấy, khổ anh thấy không đấy, thế thật là đi thế chết mà cũng chết thật. Nhưng mà mấy anh đâu có chết với thầy đâu, anh chạy trốn hết đi, đâu có chết gì, chỉ có thầy chết thôi. Vâng, nhưng mà anh em thôi, anh nhẹ, nhưng mà có nên mở ngoặc không để anh chị em biết là anh Tô-ma và như những người khác cũng thế, mỗi người đều có cá tính. Và như thế tôi nói với anh chị em, chưa bao giờ anh chị em nể Đức Giê-xu về một điều, chịu đựng 12 ông. Ôi dồi ôi, hãi hùng lắm.
đấy. Để anh em chị em nào ở đây có ai đi tu thì phải biết rằng là Đức Giêsu là thánh thiện vì chịu đựng được 12 ông ấy, anh chị em hiểu không? Đấy, chứ không có dễ đâu, sống với 12 ông ấy là bởi vì học kém. 12 ông nó học hơi kém, khổ, trí thức ấy. Ông nào phải tính bộc trực đấy, tính mỗi ông này để khác rồi. Đấy, dân đánh cá đấy, đấy khổ đấy, người có mùi cá đấy. Chuyện cá mú không, chuyện đức tin nên cứng, vừa cứng lòng đấy ông nào, vừa cứng lòng, nói chung là nó không có thông minh sang lạc lắm đấy ông nào. Mà Chúa thì cũng buồn cười thật đấy, đi bao nhiêu người giỏi không lựa mấy ông này, rất nản lòng thật đấy, thế đấy. Không, nhưng mà khó nhiều. Anh chị em biết ở với một người khôn ngoan nó dễ chịu hơn nhiều. Mình nói nửa lời người ta hiểu, còn này nói đến mấy cái cú rồi vẫn không hiểu, nó hiểu. Rồi lâu lâu mới có một người hiểu lại hiểu sai. Nói thì lâu lâu mới có một người hiểu sai. Chắc là đấy, đấy thế. Vâng, để anh chị em nhớ thì là sống với nhau là một điều lớn lắm ạ. Vâng, có nhiều người không biết chuyện này. Vâng, thôi đến số 4 ạ. Câu hỏi này, chị Martha có tin Đức Giêsu hoàn sinh được em trai của chị không? Rồi. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy. Đức Giêsu nói em chị sẽ sống lại. Cô Martha thưa, con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Câu 39 nè. Rồi, dạ. Rồi mới trả lời được. Đức Giêsu nói, đem phiến đá này đi. Cô Martha là chị người chết liền nói, thưa thầy, nặng mùi rồi vì em con ở trong mồ đã được 4 ngày. Rồi câu hỏi, chị Martha có tin Đức Giêsu có khả năng hoàn sinh được em của chị không? Có hay không? Dạ không. Tại sao? Cái thời đó thì theo con nghĩ cho tới bây giờ luôn, không ai có thể làm người chết 4 ngày sống lại được, cho tới bây giờ luôn. Không riêng vì chị Martha. Mà dựa vào, có ở đây chả ai trả lời là dựa vào những câu mình vừa đọc, mà từ đó mình trả lời là có hay không không? Có thể dựa không? Có ai sẵn sàng chưa? Dạ thưa, con nghĩ rằng... Có hay không ạ? Martha nửa tin nửa ngờ. Vì tin là ở cái câu Gioan 11:21, nếu có thầy ở đó thì em con đã không chết. Còn không không tin ở câu vì nghĩ em trai của mình chết đã 4 ngày và nặng mùi rồi, như vậy là nửa tin nửa không tin. 4 ngày nặng mùi thì có tin là Đức Giêsu hoàn sinh được không? Dạ không. Đúng rồi, câu có trả lời câu sau là được rồi đó. Tức là dựa trên cái việc là Đức Giêsu nói, nè, mở cửa mồ ra, cho anh ra, thì bái chặn lại. Mà ấy đừng hôi lắm nha. Hôi, very hôi. Nên không mở ra tùm lum bốc mùi ra. Thế là bái không chịu. Chứ nếu mà chị ấy mà tin Đức Giêsu hoàn sinh được thì chị bảo đó đúng mình mở hoàn sinh đấy chứ, mở nhanh hoàn sinh đấy. Nhưng mà anh như chị em mà đọc chờ câu Gioan chương 11 câu 24 á, thì chị ấy nếu mà tin rằng Đức Giêsu mà hoàn sinh được em của chị thì hoàn sinh lúc nào? Ngày tận thế người Do Thái tin rằng, người Do Thái nghĩa là một số người thôi, những người nhất là những người theo phái Pharisêu tin rằng nếu có sống lại thì sống lại vào ngày tận thế, mọi người sống lại vào ngày đấy, chứ không có chuyện đang chết bây giờ mà tự nhiên sống lại được, chuyện đó là không có. Đấy, thành ra có vẻ như chị này cũng theo niềm tin đấy, nên cái chuyện mà bỗng nhiên chết bây giờ mà được phục sinh thì là đối với chị là khó. Đấy, và anh chị em biết đừng quên là Đức Giêsu cũng có chữa một người được một cô bé 12 tuổi phải không? Đấy, nhưng mà lúc đó là cũng mới lắm đấy. Đấy, thành ra còn hiểu được đấy cô ấy. Vâng, chứ còn ở đây trường hợp này là rất là khó. Đấy, thành ra ở đây tôi cũng đồng ý là trả lời rằng là
là chị ấy có vẻ là không tin, chết đi không tin được là bây giờ đang chết thành sống ạ. Đấy, vâng, thế thì được rồi anh chị em. Chứ còn cái chuyện mà chị ấy tin rằng nếu Đức Giêsu về mà chữa bệnh thì cái chuyện đó là dễ, chữa bệnh thì là dễ hơn, chứ còn chết rồi mà sao làm phụ hoàn sinh. À, anh chị em nhớ là tôi cũng đã giữ chữ hoàn sinh. Hoàn sinh tiếng Anh là resuscitate, à, đó là không, đấy không phải resurrection, đấy là tôi dành cái chữ phục sinh cho Đức Giêsu. Còn Đức Giêsu là hoàn sinh kẻ chết. Hoàn sinh là làm cho một người chết sống lại và sau đó chết nữa. Nếu sau đó chết nữa, sau đó chết nữa, tôi nhường chữ phục sinh dành cho Đức Giêsu. Chỉ có Đức Giêsu là đấng phục sinh và sống mãi. Còn như anh Lazaro thì mai mốt là chết nữa là dĩ nhiên rồi đấy. Thế anh chị em hiểu, thầy đã tôi chỉ hoàn sinh. Vâng, thế thì đối với chị Marta mà anh chị em đọc 11:27 thì câu này là dễ. Anh con trả lời câu này coi. Thì đối với chị Marta, Đức Giêsu là ai? 11:27. Cô Marta đáp: Thưa thầy, có, con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Vâng, bây giờ câu hỏi này. Dạ. Câu hỏi theo con đọc nhìn chưa? Dạ. Nhìn kỹ câu trả lời chưa? Thầy là Đức Kitô, đồng ý chưa? Dạ. Con Thiên Chúa, đấng dạ. phải đến trong thế gian. Dạ. Câu hỏi đơn sơ thế này thôi, hỏi rằng chị Marta chỉ trả lời như thế, chỉ có hiểu chữ con Thiên Chúa giống như chúng ta đang ngồi ở đây không? Có không? Học. Tại sao? À... Vì sao ạ? Chị nói Đức Kitô con Thiên Chúa, mình tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Vậy chị tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa với mình tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa có khác nhau không? Dạ thưa cha, theo con là khác, bởi vì lúc đó chị ấy chưa có tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa theo bản tính như chúng ta hiểu bây giờ. Bởi vì khái niệm con Thiên Chúa thời đó cũng có thể dành cho nhiều người, ví dụ như các vua chẳng hạn thì cũng được gọi là con Thiên Chúa, nhưng mà theo cái nghĩa là con được Thiên Chúa nhận, Thiên Chúa ưu ái, được con người được Thiên Chúa ưu ái. Vâng, tôi trả lời cái này để cho anh chị em, tại hết giờ nên không dám hỏi nhiều nữa. Anh chị em nhớ là người ta, mọi người, các môn đệ cũng thế, chỉ biết thật sự Đức Giêsu là ai sau gì? Sau phục sinh. Thế đúng người đang nói chuyện đã phục sinh đâu. Vâng, còn nhiều chuyện đó, ngay cả sau phục sinh cũng phải từ từ đã cả một tiến trình. Anh chị em hiểu không? Thế nên chị này thì nói vậy, mà anh chị em nhớ chứ, khi chị nói Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì đối với người Do Thái, chữ con Thiên Chúa là nhiều nghĩa lắm. Đấy, một ông vua cũng là con Thiên Chúa, người Tàu gọi là Thiên Tử, đấy thế thôi. Đấy, một ông ngôn sứ có thể con Thiên Chúa, một người Do Thái đạo đức con Chúa, cả cái dân tộc Israel cũng được Chúa gọi là con của ta đấy. Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Thế chữ con Thiên Chúa nó có nhiều nghĩa, nhưng mà nghĩa cao cấp mà đặc biệt như chúng ta đang tin ngày nay, chị này chưa tới được đấy, vì chưa phục sinh. Vâng, thôi được rồi. Câu số 5 là dễ lắm anh chị em. Câu số 5 là một đoạn câu kinh khủng. Ở đây có ai sẵn sàng chưa? Đó là Đức Giêsu nói về chuyện những cái cảm xúc của Đức Giêsu. Đấy, vâng. Vâng, chị Phượng này đây. Chị đọc một chút xíu 32, 38 để anh chị em nghe xem Đức Giêsu có những cảm xúc. Dạ, chương 11, câu 32-38. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy người liền phủ phục dưới chân và nói: Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: Các người để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời: Thưa thầy, mời thầy đến mà xem. Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy. Có vài người trong nhóm họ nói: Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư? Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Thế gì ạ? Vâng, như vậy chị trả lời đi, chị Phượng đấy. Dạ. À, Đức Giêsu có những cảm xúc bình thường của con người không? Dạ, chị đọc những câu mà có cái cảm xúc của Đức Giêsu trong đoạn dạ, đó. Dạ thưa có chà. Chúa Giêsu có những cái cảm xúc bình thường như con người, giống như là Chúa thấy cô Marta khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu cũng thổn thức trong lòng và xao xuyến. Tiếp là câu 35 là Đức Giêsu liền khóc.
Và câu 38 là Đức Giê-xu lại thấy thổn thức trong lòng. Vâng, như vậy thổn thức mấy lần nữa nhỉ? Dạ, hai lần. Vâng, thổn thức trong lòng. Rồi, có chữ nào nói về sao xuyến không ạ? Dạ có chứ. Có chữ sao xuyến không? Dạ, vâng, có thổn thức trong lòng, có sao xuyến. Và ở đây như vậy là câu hỏi này dễ hơn, anh chị em đọc thêm. Đức Giê-xu ở đây là sao, có sao xuyến đúng không nào? Bây giờ câu hỏi thêm này, Đức Giê-xu có hay sao xuyến hay không? Dạ thưa có. Đọc 12:27. Dạ, Gioan chương 12 câu 27. Bây giờ tâm hồn thầy sao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Đức Giê-xu sao xuyến khi nghĩ đến giờ chết của mình. Và trong bài phúc âm hôm nay, Ngài sao xuyến khi Ngài thấy người ta khóc. Chị đọc 13:21. Dạ, 13:21. Nói xong Đức Giê-xu cảm thấy tâm thần sao xuyến. Người tuyên bố: thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy. Vậy Đức Giê-xu ở đây có thể sao xuyến vì lý do gì vậy? Vì bị phản bội. Bị phản bội, bị Giu-đa phản bội. Vậy có 3 lần trong phúc âm Gioan nói Đức Giê-xu sao xuyến. Ngài sao xuyến trước cái chết của mình, chương 11 phải không? Và ngài sao xuyến trước cái chết của Lazaro. Vâng, và ngài cũng sao xuyến trước cái gì nữa? Chết của chính chủ chính của ngài. Vâng, vâng, và của cái sự phản bội của Giu-đa đấy. Thành ra Đức Giê-xu ở đây anh chị em thấy có 3 lần nói đến cái việc ngài sao xuyến đấy. Ở đây có một câu hỏi rất là khó chịu, đó là tại sao ngài lại sao xuyến ở trong bài phúc âm này. 11:33, anh chị em nhìn thấy 11:33 chưa? Là anh chị em thấy là ngài sao xuyến đúng không nào? 11:33. Vâng, 11:33 đấy, tôi đọc cho anh chị em nghe cho nhanh nhé. Thấy cô khóc và những người khác, người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-xu thổn thức trong lòng và sao xuyến. Đấy. Đấy, vâng, như thế là Đức Giê-xu mà sao xuyến. Thì có người, nhiều người trả lời coi tại sao Đức Giê-xu lại sao xuyến. Ngài thấy người ta buồn, ngài khóc thì đúng rồi, nhưng mà đây là ngài sao xuyến. Vâng, rồi, chứ không phải là thổn thức đâu nha. Anh chị em có ai xem là tại sao cái giây phút này mà ngài lại sao xuyến? Con nghĩ, cái này riêng con nghĩ thôi. Con nghĩ ngài một phần ngài cảm nghiệm trước hoàn cảnh bi thương sắp tới của ngài. Người chết đó chính là ngài, và người thân đang khóc thảm thiết cho đứa con trai duy nhất, đó chính là mẹ Maria thân yêu của ngài chăng? Vâng, cũng vâng, cảm ơn chị. À, chị thêm ạ. Vâng, thêm. Thưa cha, con nghĩ Đức Giê-xu sao xuyến vì lúc đó có lẽ ngài cũng mang thân phận con người, và ngài nghĩ đến cái số phận của con người rồi phải cũng phải chết. Cho nên số phận chung của con người phải chết. Vâng. Thưa cha, ngay từ đầu cha đã nói rằng là Đức Giê-xu rất là yêu quý cái gia đình này, đặc biệt là yêu người mình thương mến, đó là Lazaro. Vì yêu người đã chết cũng như yêu người còn sống, vì bất cứ ai cũng vậy thôi, khi mà mình yêu một cái người nào đó mà cái người đã chết thì chắc là mình rất là đau lòng, thì gọi là như vậy. Vâng, như ở đây là chữ sao xuyến cơ. Đấy, thành ra cái ý của chị Trác ấy, có thể là tôi chấp nhận được. Sao, tại sao Đức Giê-xu thương thì nó thổn thức ấy, ok, nhưng mà đằng này là sao xuyến cơ. Đấy, sao xuyến như ở trong vườn dầu. Nếu Đức Giê-xu mà biết nhiều chuyện, thì khi Đức Giê-xu biết cái việc mình sắp làm, đó là hoàn sinh cho anh Lazaro, thì ngài cũng có thể biết được cái hậu quả của việc ngài làm. Đồng ý, hậu quả của việc ngài làm là cái chết của chính ngài. Mà oái oăm thay, ngài chết chính vì ngài cho sự sống. Chính khi ngài cho sự sống mà ngài lại phải chết. Mà anh chị em biết, đến cái giai đoạn này là Đức Giê-xu rất gần với cái chết. Và ngài linh cảm thấy cái chết đang đến với mình. Và thậm chí chính cái việc mình sắp làm này cũng là một trong những nguyên nhân đưa đến cái chết của mình. Không phải là chính nguyên nhân duy nhất đâu, mà là một trong nguyên nhân đưa đến. Và chính vì Đức Giê-xu có thể bây giờ lại ngài lại nghĩ không phải chỉ là cái chết thân xác của anh Lazaro, bởi vì chuyện đấy không có vấn đề, nhưng mà lại nghĩ đến chính cái chết sắp đến của mình. Vâng, thì tôi nghĩ cái đấy cũng có thể. Câu số 6 ạ.
Câu số 6 này dễ. Vâng, tức là anh chị em thấy Đức Giêsu đứng trước mộ và Ngài đã cầu nguyện, thì cái việc mục đích lời cầu nguyện của Ngài là thế nào? Anh chị em đã có nghĩ rằng là Đức Giêsu cầu nguyện như thế để xin Chúa Cha ban ơn cho mình, để mình có thể phục sinh kẻ chết không? Có ai nghĩ như vậy? Dạ thưa cha, con nghĩ là đó là một cái kiểu như thói quen của Chúa, trước khi mà làm bất cứ điều gì đều cảm tạ Chúa Cha. À, vâng, nhưng mà có phải xin ơn để được làm cái được cái phép lạ này, có phải xin ơn không? Dạ dạ không ạ. Vâng. Đó là Chúa cảm tạ vì Cha đã nhận lời Chúa. Vâng, nhưng mà cái mục đích như thế ở đây, cái mục đích mà Đức Giêsu cầu nguyện thì mục đích là gì vậy? Là cảm tạ phải không ạ? Dạ. Các anh chị em có thấy là mục đích là cảm tạ không? Dạ theo con, mục đích lời cầu nguyện là để dân chúng tin Đức Giêsu là đấng được Thiên Chúa Cha sai đến. À, để cho những người đứng đó, những người chứng kiến, phải không ạ? Vâng, đấy thì ở đấy có viết rõ rồi. Vâng, nhưng mà ý tôi chỉ muốn nhắc là Đức Giêsu cầu nguyện như thế không phải để xin. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều người để chữa lành, có ơn để mà chữa bệnh ấy, hay gì thì phải xin ơn Chúa để Chúa giúp mình để làm. Đức Giêsu, một trong những nét đặc biệt của Đức Giêsu khi chữa bệnh hay làm phép lạ là Ngài không phải xin ơn đấy. Anh chị em hiểu? Vâng. Rồi chúng ta tiếp tục ạ. Đấy, à, câu này thì hay, câu này là câu hay mà câu ngộ nghĩnh nhất trong tất cả 10 câu này. Đây, vâng, như thế. So sánh là 11, 43 đến 44, đọc cái đó, với Gioan 20:6-7 có gì khác nhau? Đây là một câu ngộ nghĩnh, rất ngộ nghĩnh. Dạ, cha, là chỗ câu 43 là: nói xong, người kêu lớn tiếng, anh Lazaro hãy ra khỏi mồ. Người chết liền ra, tay chân còn quấn vải, còn mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo, cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. Gioan chương 20 câu 6 đó là: ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bạn thấy có gì khác nhau? Dạ thưa cha, sự khác nhau đó là bên Gioan chương 11 là khi anh Lazaro bước ra thì tay chân còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Và khi mà Chúa Giêsu biểu cởi khăn và vải ra cho anh thì anh mới đi được. Còn bên Gioan chương 20 là khăn che đầu của Đức Giêsu và các băng vải thì đã được xếp lại để riêng ra một nơi. Và theo con, bên Gioan khăn và vải này là cuốn ra để riêng một nơi, có nghĩa là sự chết không còn ràng buộc đối với Chúa Giêsu. Còn lại bên Lazaro thì còn quấn trong người, có nghĩa là đã chết rồi và sau sẽ đã sống lại và sau sẽ chết. Được Chúa Giêsu cho sống lại nhưng sau là sẽ chết lại, vì là sự sống ở khăn đang còn bị ràng buộc nơi người. Chị cô đã trả lời được cũng khá khá, được đến 70% rồi, chỉ có kết hơi ngộ nghĩnh thôi và nghe kết hơi buồn cười. Điểm khác nhau giữa hai câu chuyện về sự sống lại trong Tin Mừng Gioan chương 11 và chương 20 là Lazaro sống lại theo lệnh truyền và sự chứng kiến của Chúa Giêsu với những người khác, còn Đức Giêsu sống lại vào lúc không ai ngờ và không ai chứng kiến cụ thể. Khi Lazaro sống lại, tay chân còn bị quấn dây, ông có thể di chuyển bằng cách nhảy cả hai chân, như người ta thường kể chuyện về những xác chết bật dậy vì do điện hấp dẫn. Cũng có thể thân thể ông ta ra khỏi mộ, lơ lửng trên không cho đến khi chân ông đụng đất ngay trước mặt Đức Giêsu và được người ta cởi khăn và vải liệm. Ông Phêrô vào thẳng trong mộ, thấy băng vải liệm còn đó, khăn che đầu được cuốn lại xếp riêng, chứng tỏ rằng đây không phải là một vụ trộm xác. Có thể khi phục sinh thì người như là thần khí, người thoát ra khỏi vải và khăn liệm, vải và khăn liệm tự sụp xuống khi không có gì còn trong đó. Phục sinh là cuộc biến đổi thân xác để sẽ không bao giờ chết nữa. Còn Lazaro sống lại trong cùng một thân xác
trần gian, số phận anh còn chết lần nữa. Vâng, tức là cụ thể là thế này, là khi chết á, thì là có như anh chị em biết quấn cái dây này, quấn từ đầu đến đuôi kín mít rồi đó, rồi mặt thì có cái khăn, thì cái anh Lazaro đó thì lúc anh ấy được sống lại đó thì anh còn bị quấn á, còn bị quấn anh khăn cái đủ thứ hết, còn Đức Giêsu mà sống lại đó thì ngài đã được giải thoát rồi, ngài tự giải thoát được mình. Vâng, tức là ngài lúc ngài sẽ sống lại thì ngài không còn bị ràng buộc. Còn cái anh này đó, thì vậy cái khác biệt là cái anh này đó, là phải có người cởi anh ra chứ, chứ đâu có tự dưng mà anh ấy cởi được, đúng không? Đấy, thì phải có người cởi. Đức Giêsu phục sinh khỏi miễn, không cần phải ai cởi che khăn che mặt. Và thậm chí lúc nãy chị này, chị nói thoát ra, thoát ra thì cái đống nó phải thành đống như cái này ngồi xếp đàng hoàng đó nghe, chứ không phải thành đống từ khăn này được sắp xếp này tử tế. Thành ra vâng, thành ra hai cái nhìn anh chị em mà nhìn thấy hai cái điều này thì cũng thấy khác, nhưng mà tôi không có nói đến chuyện phục sinh với hoàn sinh đấy, cũng là một cái nhận xét rất hay. Vâng, thế anh chị em thấy rồi nhé, anh chị em nhìn cái này rất nhanh mà dễ này, chương 11 câu 46, 11:46 để nhắc cho anh chị em biết là cái chết của anh Lazaro vừa là làm vinh quang cho Đức Giêsu, vừa là môn đệ tin Đức Giêsu hơn, nhưng đồng thời cũng đưa Đức Giêsu đến cái chết đấy chứ. Vâng, đấy 46 anh chị em thấy, nhưng trong số những người mà chứng kiến Đức Giêsu cho anh này được hoàn sinh từ mộ ra đó, thì có mấy người Do Thái đi gặp nhóm Pha-ri-sêu kể cho họ nghe những gì Đức Giêsu đã làm. Có thể họ cũng kể vậy thôi chứ họ không có ý ác ý gì, nhưng mà chính từ cái điều đó mà các thượng tế triệu tập thường hội đồng, và từ đó người ta kết luận là Đức Giêsu phải gì ạ? Phải chết ấy. Vâng, như vậy ở đây lúc nãy tôi có đề là từ chương bao nhiêu nhỉ? Chương đến tận 53, anh em thấy không? Đó, đấy, thế thì câu 53 đi nhé. Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu. Đấy, từ ngày đó là ngày nào? Đấy, từ khi sau khi mà Đức Giêsu làm cho Lazaro được phục sinh, và người ta cảm thấy rằng để Đức Giêsu thì hiểm nghèo quá. Vâng, đấy, thành ra cái lý do, một trong những lý do gần khiến cho cái thượng hội đồng mà kết án tử Đức Giêsu, lý do gần, còn trước kia cũng nhiều lý do chứ không phải chỉ có lý do này là duy nhất đâu. Rồi câu số kế tiếp anh chị em, đó là Đức Giêsu nhận mình là sự sống lại và là sự sống, thì dĩ nhiên là đây là điều rất đáng tin chứ, nếu mà tự dưng một người nói mình là sự sống lại và là sự sống thì ai mà tin được. Anh chị em có biết tại sao lại không nói là Đức Giêsu nói là thầy là sự sống và là sự sống lại không, mà là sự sống lại và là sự sống? Anh chị em biết tại sao không? Bởi vì Đức Giêsu vừa mới làm cho anh này sống lại đấy, có đúng không nào? Anh này là chuyện trước mắt, đoán như thế là anh này vừa mới được sống lại, và Đức Giêsu nói tôi là sự sống lại và tôi là sự sống đấy. Và Đức Giêsu không nói mình có sự sống mà nói mình là sự sống. Và nếu mà nói như thế chúng ta tin được, bởi vì thực sự Đức Giêsu cũng đem lại sự sống cho một cái xác chết đó. Xác chết của anh Lazaro, xác chết mà cái cô chị, cô em của anh ấy không dám mở vì biết rằng nó đã nát ra rồi. Câu cuối cùng anh chị em đó, thế giờ câu cuối cùng này chính là cái câu mà lúc nãy nói từ đầu nên bây giờ đâu phải nói nữa. Đó là tại sao cái chết và sự hoàn sinh của Lazaro lại làm cho vinh quang Thiên Chúa và vinh quang Đức Giêsu được tỏ hiện. Để anh chị em thấy sau cái phép lạ này có nhiều người tin Đức Giêsu đấy chứ. Và người ta cũng tôn vinh Thiên Chúa bởi vì người ta biết Đức Giêsu là cái người mà được Thiên Chúa sai. Vâng, cảm ơn anh chị em. Chúng ta dành ít phút để cầu nguyện anh chị em. Anh chị em có nghe thấy tiếng khóc của hai bà chị vì cái ông em còn rất ít tuổi của mình mà ông ấy lại chết không? Chúng ta không rõ anh Lazaro ấy, anh ấy chết vì bệnh gì. Chỉ biết rằng anh ấy đã chết, chết rất là nhanh. Và hai bà chị đau đớn biết chừng nào, và
cả những hàng xóm láng giềng cũng kéo tới đến để mà cùng than khóc với chị em này, để chia buồn với họ. Đức Giêsu thì đến chậm hơn. Đức Giêsu đến khi sự đã rồi, khi đám tang đã được cử hành rồi, Lazaro đã nằm trong mộ rồi. Và người ta thất vọng. Thất vọng vì đã nằm ở đó 4 ngày rồi, chết 4 ngày rồi thì chẳng còn ai hy vọng gì nữa. Đức Giêsu trở lại. Cái người chạy ra đầu tiên để đón Ngài là chị Marta. Rồi vừa gặp là thế nào cũng nói phàn nàn: Thầy chẳng có chịu ở đây gì hết, Thầy mà ở đây thì đời nào em con chết. Rồi sau đó Đức Giêsu đi một quãng, chưa có vô nhà thì cô em lại ra cũng nói như thế. Hai cô chị em đều tiếc lắm. Họ cũng tin Đức Giêsu là Đức Giêsu có khả năng chữa bệnh ấy chứ. Nếu mà Đức Giêsu ở đây mà em mình đau nặng thì mình cũng được chữa bệnh thì khỏi. Còn bây giờ thì trễ rồi, chết rồi thì thôi, đâu có làm được nữa. Và không có ai hy vọng mấy đâu. Họ chẳng có ai hy vọng. Đúng là cái chuyện một người chết rồi như thế này mà hoàn sinh là chuyện chưa có ai tưởng tượng được như vậy. Có anh chị em nào để ý thấy rằng Đức Giêsu thấy người ta khóc rồi mình cũng khóc theo không? Bởi vì Ngài cũng chia sẻ được cái cảm xúc của người khác. Cái việc Đức Giêsu khóc ấy, nó làm cho anh chị em của chúng ta đấy, mình vui sướng lắm. Tại sao Đức Giêsu khóc mà lại làm chúng ta vui? Bởi vì chúng ta đang đi theo một đấng mà đấng ấy có trái tim, đấng ấy có tình cảm ạ. Chứ đấy không phải là cục đá, mà đấng ấy không có chai đá, mà đấng ấy cũng không phải là cái người siêu gì đó mà không hề bị chi phối bởi tình cảm. Tức là một cái người lạnh lắm, một cái người mà chuyện gì xảy ra thì cũng cứ lạnh vậy, cứ bình an vậy, chả thấy chuyện gì. Có Đức Giêsu có xúc động mà có khóc, có xao xuyến, có thổn thức. Và đấy là cái tin mừng. Vì chúng ta không theo một Thiên Chúa lạnh lùng. Thiên Chúa lạnh lùng thì không chạm được vào những cái nỗi đau của chúng ta. Và Đức Giêsu đã đem đến niềm vui cho hai chị em. Khi Ngài đã xin hỏi mộ đâu, dẫn tôi ra. Và Ngài cùng đi với cái đoàn người ra khỏi mộ. Và Ngài đã gọi tên Lazaro rất lớn. Và anh ấy đi ra. Có ai sợ không? Những người đứng đó có ai hoảng không? Chắc là nhiều người hoảng lắm ấy. Đấy mà Đức Giêsu thì rất bình tĩnh để nói rằng là anh ấy ra thì mình gỡ những cái dây băng quấn anh ấy, để cho anh ấy đi được và anh trở lại bình thường. Anh chị em biết rằng sau đó một thời gian ngắn thôi thì Lazaro đã có thể ngồi ăn với các chị em của mình trong một bữa tiệc, mà tôi nghĩ rằng cái bữa tiệc này là bữa tiệc người ta mừng anh Lazaro phục sinh đấy. Nên hai chị em làm tiệc là lớn lắm. Và cái chị nhất là chị Maria đó, chị đã có một cái bình dầu thơm rất tốt. Và chị ấy đã muốn bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với người cho em mình được phục sinh. Thưa anh chị em, trong mùa chay đó, giáo hội cho chúng ta đọc lại cái bài phúc âm này. Bài phúc âm về Đức Giêsu như là người đã làm cho người ta được sống lại. Và Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta sự sống để nói với anh chị em rằng Đức Giêsu cũng bị giết đấy. Chính vì cái việc tốt hôm nay mà Ngài sẽ bị người ta giết. Và Ngài trở về cái đất này là nguy hiểm. Chứ không phải Đức Giêsu đi tìm cái tiếng tăm cho mình, vinh quang cho mình đâu. Và chúng ta biết chúng ta đang sống như mùa chay, ở trong chúng ta nghĩ đến cái chết của Đức Giêsu. Cái chết, cái sự hoàn sinh của Lazaro này cũng là một yếu tố đưa Đức Giêsu đến gần với cái chết của mình. Chúng ta xin Đức Giêsu cho chúng ta được hoàn sinh. Bởi vì ai trong chúng ta cũng có những nấm mồ, ai trong chúng ta cũng được chôn ở đâu đó lâu rồi. Có những người khi mà chúng ta được chôn lâu đến mức độ
chúng ta chả có dám nghĩ rằng có ngày mình sống lại. Chúng ta có những tính xấu, chúng ta có những khuynh hướng tồi tệ, chúng ta có những cái quá khứ u ám. Chúng ta cứ như người đã chết ở trong mộ. Chúng ta chẳng không có dám nghĩ là có ngày nào có ai đó đưa mình ra khỏi mộ, ai đó gọi tên của mình và nói này, đi đi, anh đi đi, anh sống rồi đấy. Và hôm nay trong mùa chay này, ước gì Đức Giêsu cũng đứng trước cái cửa mộ của đời tôi. Ngài đứng đó, Ngài gọi rất to tên của tôi. Và khi Ngài gọi tên của tôi thì tôi đi ra, và Ngài còn nói với những người chung quanh là gỡ để cho anh ấy đi. Người chung quanh cũng giúp tôi để tôi trở lại với đời sống bình thường. Ơn đó là ơn chúng ta cầu xin Chúa trong những tuần cuối của mùa chay này. Vâng, mời anh chị em lấy lời nguyện số 115. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự thật, mỗi ngày trên thế giới có bao người dám đứng về phía sự thật, dám chết để làm chứng cho công lý, dù họ chưa biết Chúa. Chúa là sự sống, có bao người dám hy sinh mạng sống mình để chết thay cho người khác, để bảo vệ người bị áp bức bóc lột, dù họ chưa biết Chúa. Chúa là tình yêu, có bao người thành tâm tìm kiếm Chúa và đã cố gắng sống theo tiếng lương tâm, làm những việc công bình và ái, dù họ chưa biết Chúa. Lạy Chúa Giêsu, những người đó gần bên chúng con. Chúng con có bổn phận giới thiệu Chúa cho họ. Đấng họ đã ở gần nhưng chưa gọi tên trên môi. Đấng họ đã thoáng nghe nhưng chưa hề giáp mặt. Xin cho chúng con thấy Chúa hoạt động nơi những anh em không cùng tôn giáo, thấy nơi các tôn giáo những tia sáng của sự thật, những hạt giống của lời mà Chúa đã bày gieo. Chúa là đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha. Sau khi được nâng cao trên thánh giá và tôn vinh trên trời, Chúa vẫn không ngừng kéo mọi người lên cùng Chúa. Chúa đã chết cho mọi người và muốn cho nhân loại hưởng cùng một ơn cứu độ. Xin đừng để mất một người nào trong chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúa anh chị em về bình an. Và ơn Chúa.